thưa quý vị và các bạn, đêm 24 tháng 11, dạng sáng 25 tháng 11, do ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nước ta nên nhiệt độ ở các địa phương ở khu vực miền núi tiếp tục giảm mạnh. Vâng mà riêng tại khu vực đỉnh Fansipan của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C và khiến cho băng tuyết xuất hiện. Đây là lần thứ hai nơi đây xuất hiện hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhưng khắc nghiệt này. Cụ thể sáng nay 25 tháng 10 tại khu du lịch quốc gia Sa Pa tỉnh Lào Cai nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, riêng khu vực đỉnh Fansipan nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C nên đã xuất hiện băng tuyết. Băng tuyết đã phủ màu trắng lên đỉnh núi cây cỏ và tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh Fansipan. Theo chia sẻ của các nhân viên du lịch, lớp băng tuyết xuất hiện trong lần thứ hai này đã dày hơn lần trước. Người dân có mặt tại đây đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên đỉnh Fansipan khi những lớp băng đã dần xuất hiện. Trước đó vào ngày 20 tháng 11, ở khu vực đỉnh Fansipan cũng xuất hiện băng tuyết với mật độ mỏng. Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời gian tới khi mà nhiệt độ giảm sâu và kéo dài sẽ có những lớp băng dày hơn, thậm chí là có mưa tuyết. Đặc biệt khi thời tiết lại ẩm thì sẽ xuất hiện nhiều khu vực bị băng tuyết bao phủ. Theo cơ quan khí tượng, mùa đông năm 2023-2024 không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh bất thường trong những tháng chính đông, có thể gây ra tuyết băng giá diện rộng ở vùng núi.